Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại của kênh Sành Đồng Xì. Quý vị và các bạn thân mến, dù mọi người có một ngày tồi tệ hay là mọi người có một ngày tốt lành, thì Sành Đồng Xì cũng mong muốn rằng mọi người sẽ có những giây phút tuyệt vời bên người thân và gia đình. Bản thân đồ xi hay là những cái món hàng cũ đã qua sử dụng thì chắc chắn có thể là những sản phẩm tuyệt đối thì không có lỗi ở trên đấy hoặc còn rất là mới. Nhưng ở bên cạnh đó thì cũng có những cái sản phẩm mà hàng hiệu chất lượng còn rất là tốt nhưng mà nó có một vài những cái lỗi nhỏ ở trên đấy. Thì Sành Đồ Xi cũng biết được cái nguyện vọng của quý vị là có thể có những quý khách là chúng ta cần những cái món hàng chất lượng mà hàng rẻ. Chính vì thế nên Sành Đồ Xi đã tạo là một cái album sale 99k dành cho tất cả mọi người. Và album này Sành Đồ Xi đăng ở trên Zalo 0337707398 nhé. Quý vị chúng ta có thể vào Zalo và chúng ta xem qua rất nhiều những cái mẫu, xem là mẫu nào phù hợp với mình. Lỗi thì Sành Đồ Xi cũng đã chụp và gửi để ảnh rất rõ trên đấy rồi. Quý vị chúng ta hãy vào album của Zalo 0337707398 để chúng ta tham khảo qua những cái mẫu sale này. Và mức giá của chúng ta là đồng giá 99k trên một cái sản phẩm bất kỳ. Quý vị nào, chính là vì hàng sale nên là quý vị nào chúng ta đặt hàng, chúng ta vui lòng chuyển khoản trước. Và trong cái lô hàng 99k này thì chúng ta sẽ không có cái chương trình đó là free ship quý vị nhé. Một lần nữa thì đây là một thông báo ngắn gọn và xúc tích thôi. Ngày hôm nay Sành Đồng Xì phải đi một chút công việc của gia đình. Chính vì thế nên là chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở những clip khác. Và ở trên Zalo thì vẫn có bạn Linh ở trên đấy chốt đơn. Nên là quý vị nào chúng ta muốn xem cái album này thì vui lòng vào Zalo 0337707398 để chúng ta tham khảo và chiếc nào phù hợp với mình thì chúng ta có thể mua chiếc đấy nhé. Sành Đồng Xì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những clip tiếp theo. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.